Chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ vào bếp để quay một video không phải là nấu ăn nữa mà là về rượu hạt gấc các bạn nhé. Như các bạn nhìn thấy ở đây đó là cái phần hạt gấc mình đã phơi khô. Hạt gấc này là hạt gấc tươi lấy từ quả gấc ấy các bạn, chưa được nấu, chưa gì cả. Và mình mới phơi được 2 nắng thôi. Và đây thì mình có một chai rượu gấc mình đã ngâm được hơn 1 năm rồi các bạn. Các bạn sẽ nhìn thấy là cái nước rượu nó vàng như thế này này. Và bây giờ thì mình sẽ cùng làm món này các bạn nhé. Và khi mà mình nói đến cái công dụng của rượu hạt gấc thì các bạn sẽ thấy nó tuyệt vời như thế nào. Rượu hạt gấc nó còn quý hơn cả cái mật gấu ấy các bạn. Bởi vì là theo nghiên cứu thì cái rượu hạt gấc này trị được các cái bệnh liên quan đến xương khớp, đau khớp, hoặc là các cái vết thương mà bị sưng tấy rất là hiệu quả. Đặc biệt đó là còn chữa được các cái bệnh liên quan đến mụn nhọt này, hoặc là sưng tấy, quai bị, lở loét, tắc tia sữa nữa. Đó, nó rất là hiệu quả. Tuy nhiên thì mình thấy có một số người vẫn còn giữ cái thói quen đó là uống rượu hạt gấc. Thì theo như mình tìm hiểu thì rượu hạt gấc nó rất là độc, độc lắm ấy các bạn. Cho nên là mình mới tìm hiểu thêm nữa, đó là khi mà người ta thí nghiệm cho chuột uống rượu hạt gấc này này. Đấy, cái rượu sau khi mà chúng ta ngâm nó có màu vàng như thế này. Cho cái con 10 con chuột uống thì có khoảng 5 con chết. Chính vì vậy mà chúng ta thấy rằng là cái rượu hạt gấc này nó rất là độc. Và mình hy vọng cái video clip này sẽ chia sẻ đến các bạn rằng là rượu hạt gấc thì có tác dụng trị các bệnh xương khớp, nặn bóp thì được, còn uống thì rất là độc các bạn nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng vào bếp để làm cái món rượu hạt gấc này, làm sao để nó đạt được công dụng tốt nhất, hiệu quả nhất các bạn nhé. Ở đây thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình đó là hạt gấc của 4 trái gấc. Chỗ này cỡ tầm được khoảng 300g đến 400g hạt gấc thôi các bạn ạ, không được nhiều đâu. Khi mà các bạn làm xong thì các bạn rửa sạch, phơi khô cho mình để cho nó ráo, ráo cái phần vỏ này đi này. Đó. Và bây giờ thì các bạn có thể đem nướng hoặc là rang như mình các bạn nhé. Làm được rượu hạt gấc thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái nồi nhôm nó dày một chút nhá, đế nó phải dày để khi mà chúng ta xào ấy thì cái phần hạt gấc nó không có bị cháy. Đó. Bây giờ sau khi mà các bạn đã cho cái phần hạt gấc vào trong cái nồi như thế này rồi thì các bạn sẽ đem rang lên cho mình nhé. Các bạn có thể nướng hoặc rang đến khi mà cái vỏ hạt gấc nó thật là thơm, nó bốc mùi thơm lên là được. Cứ khoảng 5 phút thì các bạn sẽ đảo một lần. Bây giờ thì mình sẽ để các bạn nhìn xem cái độ nhiệt mình để như thế nào để các bạn căn được nhé. Đây là lúc mới đầu thôi, còn lát nữa thì mình sẽ để lửa nhỏ lại như thế này này các bạn này. Đó, mình chỉ rang với lửa nhỏ như thế này thôi để cho phần hạt gấc không bị cháy mà nó vẫn lên cái mùi thơm được. Khi mà các bạn rang cho mình được 15 đến 20 phút với lửa nhỏ như thế này thì các bạn sẽ thấy là cái phần hạt gấc nó đang chuyển từ màu đen sang màu bạc như thế này á, thì là được rồi các bạn nhé. Màu xám xám ấy, các bạn thấy nó bạc màu đi và nó không còn màu đen nguyên bản nữa thì là được rồi. Và hạt gấc lúc này cũng đang rất là thơm, các bạn sẽ tắt bếp. Sau đó thì còn một cái việc rất là quan trọng, đó chính là hạ thổ cái phần hạt gấc này các bạn ạ. Đây, sau khi mà các bạn rang xong thì các bạn sẽ hạ thổ, có nghĩa là mình đổ tất cả cái phần hạt gấc này xuống đất cho mình như vậy. Và chờ đến khi phần hạt gấc nguội hẳn thì chúng ta bắt đầu đem đi để ngâm các bạn nhé. Các bạn hạ thổ cho mình từ 15 đến 20 phút là phần hạt gấc này nó sẽ nguội hẳn luôn.
thôi. Khi mà các bạn đã hạ thổ cho mình để cái phần hạt gốc này nó nguội rồi thì bây giờ các bạn sẽ sử dụng cho mình một cái chày và một cái cối để chúng ta có thể giã được cái phần hạt gốc này ra các bạn nhé. Các bạn sẽ giã dập cái hạt gốc này ra cho mình để khi mà ngâm ấy thì các bạn sẽ ngâm nó được nhanh hơn. Khi mà các bạn rang xong rồi thì các bạn giã được rất là dễ và thơm lắm các bạn. Sau khi mà giã xong ấy thì các bạn sẽ trong một cái lọ để chúng ta ngâm các bạn nhé. Các bạn có thể sử dụng lọ nhựa hoặc là lọ thủy tinh đều được. Đây các bạn ơi, sau khi mà các bạn đã giã xong hết cho mình như thế này rồi thì bây giờ các bạn sẽ đổ rượu vào để chúng ta ngâm nhé. Các bạn sẽ cho rượu vào làm sao để cho nó ngập cái phần hạt gốc này. Với 400g hạt gốc như vậy thì các bạn sẽ ngâm cho mình với khoảng 800ml rượu nhé. Đó. Đây thì mình ngâm với cả 1 lít rượu luôn. Tại vì là mình làm như thế này thì mình sẽ đem biếu. Thường thì mỗi một năm mình sẽ ngâm một hũ như thế này để biếu bố mẹ mình. Đó. Và các bạn sẽ để cho mình trong khoảng thời gian là 6 tháng nhá. 6 tháng thì chúng ta dùng nó mới tốt các bạn ạ. Và tốt nhất thì các bạn để cho mình được 1 năm thì càng tốt. Giống như là cái chai này nè. Hồi đó là mình ngâm đến 3 hũ như thế này luôn á. Sau 1 năm thì các bạn sẽ thấy là cái phần nước nó như thế này này. Thì các bạn sẽ chắt ra và đổ thêm rượu mới vào. Các bạn ngâm tiếp cho mình 1 năm nữa thì năm sau thì nó sẽ nhạt hơn một chút, nhưng hiệu quả thì nó vẫn như vậy các bạn nhé. Ở đây thì mình sẽ nói qua với các bạn về công dụng của rượu hạt gốc các bạn nhé. Công dụng của nó thì như các bạn đã biết rồi, mật gấu được sử dụng để chữa trị các cái vết thương bầm tím này, đau xương khớp. Thì rượu hạt gốc này nó còn tốt hơn rất là nhiều lần so với cả mật gấu. Nó sẽ trị các cái vết đau khớp này, các vết thương rất hiệu quả. Ngoài ra thì hạt gốc khi mà các bạn ngâm rượu còn chữa được các cái bệnh về mụn nhọt. Ví dụ như các em nhỏ của chúng ta mà bị mũi đốt chẳng hạn thì các bạn có thể chấm một chút rượu hạt gốc này vào cái phần mà các con bị đốt ấy. Mình cũng đã sử dụng rất là hiệu quả và trong cái thời gian tới thì mình sẽ còn sử dụng nhiều hơn các cái sản phẩm từ thiên nhiên như thế này. Và mình cũng nhắc lại một lần nữa với tất cả mọi người đó rằng là cái rượu hạt gốc này này nó rất là đậm. Cho nên là chúng ta không sử dụng uống các bạn nhé. Nếu như mà ai mà họ hàng của chúng ta hoặc là bố mẹ đang uống cái rượu hạt gốc này thì các bạn nhắc mọi người là không nên uống, bởi vì nó rất là có hại cho cơ thể của chúng ta. Trong cái phần hạt gốc nó có rất là nhiều các cái chất mà gây độc tố. Như mình đã có nói ở phía trên, đó là khi mà người ta cho cái rượu hạt gốc này này thử nghiệm trên 10 con chuột nhé, thì sẽ có 5 con bị chết. Chính vì vậy mà người ta khuyến cáo rằng là không nên uống rượu hạt gốc. Và mình hy vọng rằng là cũng sẽ, nếu như mà khi mà các bạn biết thông tin này rồi thì các bạn sẽ chia sẻ đến mọi người nhiều hơn, để cho mọi người cùng biết được cái công dụng tuyệt vời của hạt gốc, cũng như là những cái mà chúng ta cần phải lưu ý khi sử dụng rượu hạt gốc các bạn nhé. Đó.
Và ở đây thì mình cũng cũng có nói qua với các bạn luôn, đó là cái thời gian mà tốt nhất để các bạn có thể sử dụng được rượu hạt cốc này là 6 tháng. Tuy nhiên nếu như mà ai mà vội thì trong khoảng thời gian là 1 tháng các bạn cũng có thể sử dụng được rồi. Bởi vì là khi đó thì cái rượu hạt gốc chỉ tầm khoảng 5 đến 10 ngày nó sẽ bắt đầu chuyển sang cái màu hơi vàng vàng là các bạn sẽ có thể dùng được rồi. Đấy, đến khi mà nó sánh lại được như thế này này, cái màu nó rất là đậm luôn và dùng để chữa các bệnh. Thường thì mình hay dùng cho con này, và mẹ mình thì bị đau xương khớp cho nên là cứ hàng năm thì mình đến mùa gốc mình lại hay mua gốc để làm những cái rượu hạt gốc như thế này. Và khi mà thấy công dụng của nó tốt quá rồi và mọi người cũng chưa biết tới rộng rãi cho nên là mình muốn rằng là mình chia sẻ với tất cả các bạn. Và nếu như mà các bạn có cách ngâm rượu hạt gốc nào hay hơn và tiết kiệm hơn thì hãy tiết kiệm thời gian hơn thì hãy nói cho mình biết nhé. Ở đây thì mình trong các bước làm của mình thì có làm sạch cái hạt gốc, sau đó phơi khô từ 1 đến 2 ngày. Sau đó thì các bạn sẽ rang rang lên, rang ở một cái nồi dày một chút này, hoặc là các bạn có thể nướng. Nếu như mà các bạn mà ngâm tươi thì nó sẽ không đạt được cái hiệu quả như mà chúng ta mong muốn đâu. Và khi mà các bạn rang cho mình từ 15 đến 20 phút, cái vỏ của nó bắt đầu chuyển sang màu bạc rồi thì chúng ta là được nhé. Và các bạn ngửi thấy mùi thơm, thơm nó rất là dịu nhẹ thì các bạn sẽ tắt bếp, sau đó hạ thổ. Cái bước hạ thổ là một cái bước rất là quan trọng, như là lấy mọi cái tinh túy của đất trời các bạn. Khi mà các bạn ngâm rượu gì chẳng hạn, người ta hay nói có câu đó là hạ thổ thì rượu sẽ ngon hơn rất là nhiều. Và khi mà mình hạ thổ được sau khi rang như vậy thì nó sẽ hấp thụ được các cái dưỡng chất tốt ở trong đất này. Và từ đó thì khi mà các bạn ngâm lên, chúng ta sẽ có được một cái hũ rượu rất là hiệu quả. Đó, và mình thấy rằng là cái hũ rượu gốc này nó rất là hiệu quả luôn ấy. Khi mà các bạn đau như thế, các bạn chỉ cần nặn bóp cho mình 15 đến 20 phút thôi là các bạn đã cảm thấy là xương khớp của chúng ta dịu hơn rất là nhiều. Đặc biệt là nó rất hiệu quả với các cái vết côn trùng đốt. Mình chỉ cần xoa một chút thôi lên bề mặt da của bé hoặc là của mình thì cũng thấy rằng là nó sẽ dịu ngay và không còn sưng tấy nữa. Và mình hy vọng rằng là cái chia sẻ của mình sẽ giúp ích được đến cho nhiều người. Và mình xin kết thúc video ở đây nha. Hẹn gặp lại các bạn ở trong các video mới nhất của mình các bạn nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.